Chào mừng các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn vẫn chưa thể nào quên được vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn của công ty Alibaba, một đơn vị tạo dựng nên hệ thống kinh doanh bất động sản không có thật theo mô hình đa cấp. Mạng lưới của địa ốc Alibaba phát triển thần tốc chỉ sau 3 năm ra mắt với quy mô 2.500 nhân viên. Doanh nghiệp này tự cho biết có đến gần 30.000 sản phẩm bất động sản. Hơn nữa, Alibaba đã gieo tham vọng giàu có một cách hão huyền, bởi trên thực tế, sản phẩm bất động sản giao dịch, dự án đều là ảo. Vậy mà không ít người vẫn đặt lòng tin của mình vào sự hão huyền đó. Tất cả chỉ là một cú lừa và đó chỉ toàn là những dự án ma, không hề có thật. Alibaba gây bão trên thị trường bất động sản với kiểu kinh doanh không giống ai như vậy và vì thế họ cũng phải nhanh chóng bị trả giá đắt. Vậy tại sao chỉ là đi lừa đảo mà Alibaba vẫn có thể tồn tại và phát triển trong suốt 3 năm trời? Đã có biết bao nhiêu người bị tập đoàn này đưa vào cảnh tiền mất tật mang? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước những hoạt động bất thường của doanh nghiệp có tên công ty cổ phần địa ốc Alibaba, cơ quan chức năng nhiều tỉnh như Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra nhiều cảnh báo khẩn về hoạt động của hệ thống này. Trong khi đó, địa ốc Alibaba vẫn giao bán và cam kết khoản đầu tư siêu lợi nhuận trên thị trường đất nền. Bạn biết không, công ty này đã có 3 năm phát triển thần kỳ. Gần 2 năm kể từ thời điểm địa ốc Alibaba bị điều tra, doanh nghiệp không những không suy yếu mà còn phình to với tốc độ nhanh chóng. Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 5 tháng 5 năm 2016 với vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 12 năm 2016, công ty này đăng ký thay đổi lần thứ nhất với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Tiếp đến là ngày 26 tháng 9 năm 2017, khi đăng ký thay đổi lần thứ 3, vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng, góp vốn bằng tiền mặt. Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm, công ty đã tăng mức vốn điều lệ lên đến 1.600 lần. Công ty gồm có 3 cổ đông, gồm ông Nguyễn Thái Lĩnh là giám đốc và là đại diện pháp luật, góp 10% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Thái Luyện góp 80% vốn điều lệ. Bà Võ Thị Thanh Mai góp 10% vốn điều lệ. Ngoài ra, thì theo thông tin được công ty quảng cáo trên website, dự kiến cuối năm 2019 sẽ bước lên sàn chứng khoán và nâng mức vốn điều lệ lên đến 5.600 tỷ đồng. Nếu kế hoạch diễn ra đúng như dự định, vốn điều lệ của địa ốc Alibaba sẽ tăng 5.600 lần chỉ trong vòng 3 năm 3 tháng. Tuy nhiên, thần kỳ đâu thì không rõ, nhưng những dự án ma mà công ty này mở ra để giăng bẫy rất nhiều người ở nhiều tỉnh thành. Toàn bộ 45 dự án được doanh nghiệp gọi là dự án lớn, được địa ốc Alibaba trải dài trên nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam, đặc biệt là ở Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận hay là Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 2017, Alibaba giao bán dự án ảo khu đô thị Tây Bắc Củ Chi với giá chỉ 5,5 triệu đồng trên 1m2, bằng 50% so với thị trường thời điểm này. Chỉ riêng trong địa bàn tỉnh Đồng Nai, doanh nghiệp này đã giao bán đến 29 dự án, trong đó 27 dự án tại huyện Long Thành, nơi xây sân bay Long Thành, một dự án ở huyện Xuân Lộc và một dự án ở huyện Nhơn Trạch. Công ty này thậm chí còn cam kết chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ cư để bán cho khách hàng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần công bố tỉnh chưa cấp phép bất kỳ dự án khu dân cư nào cho địa ốc Alibaba. Nhưng công ty này vẫn ngang nhiên giao bán đất nền ảo trên website. Tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, địa ốc Alibaba đã giao bán đất nền trên diện tích tổng thể 5 ha. Khu đất với tên gọi dự án Alibaba Tân Thành Center City 5 không nằm trong quy hoạch, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng vẫn tự làm hạ tầng, phân lô, giao bán nền. Cũng thuộc thị xã Phú Mỹ, khu đất nông nghiệp chưa chuyển đổi được công ty này gọi là dự án Alibaba Tân Thành Center City. Tại xã Đông Xoài, do ông Nguyễn Thái Lực đứng tên, đã thu hút nhiều người dân xuống tiền mua. Ngoài ra, thì tại xã Châu Pha, địa ốc Alibaba cũng giao bán khu đất nền nông nghiệp rộng 10 ha với đầy đủ đường nhựa, hạ tầng. Một sản phẩm khác của công ty ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, mang tên khu đô thị sinh thái Ali Vinai City, thực chất chỉ là một trang trại có diện tích 200 ha. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phải phân tích rằng tất cả dự án của Alibaba đều được tự xưng và mở bán trái pháp luật khi không có sự phê duyệt hay là cấp phép. Các mảnh đất vẫn đứng dưới tên của nhiều cá nhân mà không thuộc sở hữu của công ty này. Và cuối cùng thì gieo nhân nào thì gặp quả đó. Sau khi làm quá nhiều chuyện trái với đạo đức nên công ty này đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối tháng 8 năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về hoạt động của công ty này trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định việc công ty Alibaba tự nhận là chủ đầu tư, tự vẽ sơ đồ khu dân cư, phân lô bán nền không đúng hiện trạng thực tế. Doanh nghiệp cam kết ra sổ đỏ thổ cư 100% để bán cho khách hàng là sai quy định, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng và vi phạm quy định về sử dụng đất đai. Nhiều dự án của công ty này trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cưỡng chế vi phạm. Trước đó thì hồi tháng 6 năm 2019, khi Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cưỡng chế tại dự án Ma Alibaba Tân Thành Center, một số nhân viên của công ty đã chống đối và đập phá phương tiện của cơ quan chức năng. Nhận định về sự việc này, luật sư cho rằng việc dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối, không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ của nhóm nhân viên Alibaba là hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư khẳng định nhóm người này đã có hành vi chống lại người thi hành công vụ theo quy định của Bộ Luật Hình sự và phá hoại tài sản nhà nước. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Giám đốc Nguyễn Thái Lĩnh, em trai ông Luyện, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thái Lĩnh cùng đồng phạm đã lập ra công ty địa ốc Alibaba và các công ty thành viên ở nhiều tỉnh phía Nam, rồi tự vẽ các dự án không có thật, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án, để huy động tiền làm dự án. Sợ rủi ro khi mua bất động sản hay sợ bị rơi vào cái bẫy của những dự án ma là tâm lý chung của những nhà đầu tư. Bí quyết đầu tư bất động sản thật ra không có gì lớn, bạn nên tập trung những vấn đề cốt lõi ngay từ khi mới chuẩn bị là bước đầu đem đến thành công của bạn. Để tránh những sự cố không đáng có khi mua đất thì người mua cần phải tự mình tìm được thông tin về thửa đất, căn nhà và quy định về mua bán nhà đất. Trên hết là không thể bỏ qua những chiêu trò lừa đảo tinh vi để không bị lừa khi mua đất đắt giá. Bạn có đang lo lắng vì đem tiền đi kinh doanh bất động sản nhưng không biết đầu tư vào đâu cho an toàn hay không? Các thủ đoạn lừa đảo hiểm hóc nào đã đang thành công đẩy rất nhiều người ngã vào bẫy và trở nên trắng tay? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo nhé! Thứ nhất, lừa đảo chiếm dụng tiền đặt cọc. Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp địa ốc giao bán các dự án đất nền ma để chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng. Họ thường cho môi giới gọi điện thoại mời khách đến địa điểm xem nền đất, nhưng thực tế là đất quy hoạch dành cho công trình công cộng, chưa được phê duyệt cho dự án nào. Thậm chí một số công ty còn chào bán công khai trên website với bản đồ quy hoạch, sa bàn dự án rất bắt mắt để thu hút người mua. Hầu hết những dự án này thường được chọn ở vị trí đẹp, gần các tuyến đường lớn, gần trường, chợ và được giao bán với giá thấp hơn hẳn mức chung của thị trường. Để chiếm được lòng tin của khách hàng, họ còn tổ chức cho nhân viên dẫn dụ khách đến xem trực tiếp khu đất ở dự án. Rồi bày binh bố trận, cảnh người người chen nhau mua bán, ký hợp đồng và thanh toán tiền ngay trước mặt người đi xem đất nhằm tạo độ hot cho dự án. Các vụ việc gây chấn động dư luận thời gian qua như là công ty Alibaba bán đất nền tại nhiều dự án ma, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn khách hàng. Công ty Hoàng Kim Len có trụ sở ở quận 7 nhưng lừa bán khu đất gần hẻm 175-2 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Thứ hai, giả ngân hàng thanh lý nhà đất. Để thu hút khách mua đất nền vùng ven, một số đối tượng có đất nghiệp dư đã tung ra những thông tin quảng cáo vô cùng hấp dẫn như bán đất nền ngân hàng thanh lý giá rẻ tại quận 2, quận 9, Thủ Đức, hoặc mạo danh là nhân viên ngân hàng để tạo niềm tin với khách hàng. Theo lời kể của chị T, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần đây chị nhận được điện thoại từ nhân viên công ty môi giới bất động sản tại quận 2, giới thiệu công ty có hơn 10 lô đất phân lô tại đường Trần Não, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, do ngân hàng thanh lý với giá chỉ 850 triệu đồng trên một lô 60m². Theo giới thiệu, khu đất thanh lý được chủ cũ thế chấp tại ngân hàng nhưng đã mất khả năng trả nợ. Do đó, ngân hàng liên kết với công ty bất động sản làm lại hạ tầng, phân lô bán nền, sau đó phát triển thành khu dân cư. Nhân viên này còn cam kết sau khi thanh toán 95%, khách hàng sẽ được làm thủ tục sang tên, công chứng luôn. Nếu mua theo hình thức trả chậm, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 50%, số còn lại trả chậm trong 6 tháng không lãi suất. Tuy nhiên, thì sau khi chị T đề nghị được xem giấy tờ và vị trí lô đất trước khi mua, thì nhân viên môi giới nói sổ đang được thế chấp tại ngân hàng và lô đất đang xây dựng hạ tầng nên chưa thể coi được.
Nếu nhẹ dạ mua những lô đất nền ở trên thì khách hàng rất dễ gặp rủi ro. Thực tế thì đã có những trường hợp khách hàng tiền mất tật mang khi mua phải đất nền đã bị các đơn vị môi giới tự ý nâng giá bán, thay đổi tên dự án, sau đó thì thu tiền và chiếm đoạt tài sản. Thứ ba, mạo danh chính quyền, chủ đầu tư uy tín lừa bán đất. Thời gian qua, hàng loạt công ty bất động sản có uy tín trên thị trường đã lên tiếng tố cáo nhiều cá nhân, tổ chức lập website mạo danh công ty để thực hiện hành vi lừa đảo khách hàng. Theo đó, thì các website mạo danh này ngang nhiên sử dụng trái phép hình ảnh và đưa ra nhiều tài liệu sai lệch về dự án, ghi số điện thoại giả mạo. Thậm chí có website còn đăng tải thông báo về việc thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ và đưa ra giá bán thấp hơn nhiều so với mức dự kiến của chủ đầu tư với mục đích để dụ khách hàng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, anh Hát phát hiện trên thị trường không có chủ đầu tư nào có tên Cát Tường Sài Gòn mà chỉ có công ty Cát Tường. Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cũng không liên kết với bất cứ doanh nghiệp nào để bán đất. Trước đó, thì công ty cổ phần địa ốc Him Lam cũng đã lên tiếng cảnh báo khách hàng tránh bị lừa khi nhiều công ty địa ốc lấy tên công ty đặt tên cho các dự án phân lô bán nền ma tại Long An. Thứ tư, một lô đất nhưng bán cho nhiều người. Hình thức này thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng ở những mảnh đất, ngôi nhà đang đợi làm thủ tục chuyển đổi, ra sổ hay là đợi đền bù. Vì chưa có giấy tờ, không thể mua bán qua công chứng, nên hầu hết các giao dịch được thực hiện bằng giấy tờ viết tay. Với một mảnh đất, các đối tượng lừa đảo sẵn sàng viết giấy bán cho bất kỳ người nào muốn mua vì ham rẻ hoặc nhẹ dạ cả tin. Kết quả là khi bị phát hiện, kẻ lừa đảo ôm tiền lặn mất tăm, còn những người mua ở lại tiếp tục kiện tụng, tranh chấp không ngừng. Không chỉ với bất động sản chưa có giấy tờ, một số trường hợp nhà đất có giấy tờ chủ quyền cũng xảy ra tình trạng lừa đảo này. Thứ năm, lừa đảo bán nhà đất qua vi bằng. Tại nhiều địa phương, một số đối tượng cò mồi, lừa đảo đã giao bán những miếng đất phân lô, xen kẹt, những căn nhà không đủ điều kiện pháp lý, thường là những căn nhà ba chung, chung giấy phép xây dựng, chung giấy nhận quyền sử dụng đất, chung số nhà, để giao dịch với lời quảng cáo hấp dẫn, giao dịch có vi bằng do Thừa Phát lại lập. Không ít người mua nhà nhầm tưởng, vi bằng do Thừa Phát lại lập có thể thay công chứng, chứng thực, coi đó là bằng chứng pháp lý chắc chắn cho việc giao dịch để rồi vớ quả đắng. Đơn cử, chị Ngô Thị Tê mua một căn nhà 4 tầng diện tích 30,5m² tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Do diện tích nhỏ hơn quy định được tách sổ, nên căn nhà của chị phải đứng chung sổ đỏ với 4 căn nhà khác trên cùng một thửa đất. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc không thể làm hợp đồng công chứng và sang tên đổi chủ được, nên chị Tê cùng chủ khu đất chỉ ra văn phòng Thừa Phát lại trao tiền, lập vi bằng về việc giao dịch. Yên tâm vì đã có bản vi bằng của Thừa Phát lại. Nhưng cuối tháng 2 năm 2019, gia đình chị bất ngờ nhận được thông báo là toàn bộ khu nhà bị ngân hàng siết nợ vì chủ đất đem thế chấp ngân hàng và mất khả năng trả nợ. Thứ 6, giả khách mua đánh cháo sổ đỏ. Năm 2018, vì cần tiền nên ông Ca quyết định bán căn nhà đang ở. Sau khi ông đăng thông tin bán nhà trên các trang mua bán bất động sản, có một số người đến hỏi mua rồi xin bản sao sổ đỏ với lý do để đem về nghiên cứu. Cũng có người đến xem nhà và xin xem qua bản chính sổ đỏ nhưng rồi không thấy quay lại. Đến tháng 10 năm 2018, Công an phường 17, quận Bình Thạnh đến thông báo nhà của ông đã bị người khách làm thủ tục đăng bộ và hiện công an đang giải quyết. Lúc này thì ông mới tá hỏa nhận ra sổ đỏ ông đang giữ lâu nay là giả, còn sổ đỏ thật đã bị kẻ gian đánh cháo. Thủ đoạn lừa đảo này thường nhắm vào người có nhu cầu bán nhà đất. Và để sáng suốt hơn trong việc đầu tư và kinh doanh của các tỷ phú lừng danh trên thế giới khác, thì hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi, cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Lợi dụng sự cả tin của nhiều người mà một số đối tượng, công ty lừa đảo sẵn sàng ra tay chiêu dụ người mua bất động sản sập bẫy. Thực tế đã có không ít người bị mất trắng hàng chục, hàng trăm, thậm chí cả tỷ đồng vì chiêu trò lừa đảo này. Vì thế, để giảm thiểu rủi ro tiền mất tật mang, bạn hãy ghi nhớ và nhận diện ngay 6 chiêu trò lừa đảo bất động sản. 1. Lừa đảo chiếm dụng tiền đặt cọc. 2. Giả ngân hàng thanh lý nhà đất.
3. Mạo danh chính quyền, chủ đầu tư uy tín lừa bán đất. 4. Một lô đất nhưng bán cho nhiều người. 5. Lừa đảo bán nhà đất qua vi bằng. 6. Giả khách mua đánh cháo sổ đỏ, có bí quyết ắt sẽ thành công.